yami, còn xin nó giữ điều học là có ý đánh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara veramani sakha padang sama yami, còn xin nó giữ điều học là có ý đánh xa sự tà dâm. Musawada veramani sakha padang sama yami, còn xin nó giữ điều học là có ý đánh xa sự nói dối. Sura merayama chapama dathana veramani sakha padang sama yami, còn xin vân giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panati pata veramani sikha padang samadhiyami, còn xin vân giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami, còn xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara viramani sikha padang samadhiyami, còn xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự tà dâm. Musawada viramani sikha padang samadhiyami, còn xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối. Sura meraya macha pamatathana veramani sikha padang samadhiyami, còn xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự dễ dối rượu và các chất say. Imani pancha sikha padani sadukang katwa apamadena nicca kalang sammarakitappang, chỉ thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên vui vui. Ama pante za xin vâng. Sĩ lên nơi suga tân dân tê, sĩ lên nơi phô gà sa bà đa, sĩ lên nơi nơi phô tân dân tê, ta sma sĩ lăng sô. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tính phải đáng thọ trì, giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thú lành thay. Và thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính trên đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ. Thay mặt cho đại đức tăng truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán đức tam bảo tùng kinh thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên, chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoàn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Giờ kính bạch cho đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, và lại thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính cung thiền đại đức tể đức từ bi hoan hỷ. Chúng phật ôn lại bài pháp cú số 100 quá nhỏ hả? Alo, alo nhỏ hả? Dạ, mít con đi. Bạn đại đức mít cả con từ nãy giờ lúc tụng kinh như vậy mà. Sao lúc nhỏ lúc không, cháu không biết nữa luôn.
của con lúc tụng kinh nghe nghe rõ và bạn xích là đằng đông. Mà tại sao cứ để như cũ vậy, tự nhiên nó nhỏ xuống à? Dạ, là Quang Thành nói rõ rồi. Dạ, con xin được cung thỉnh lại Đức Tẩy Đức ạ. À. Tự nhiên nhỏ, không biết cái micro để như cũ, không biết tại sao. Dạ, con cúng thỉnh lại Đức Tuệ Đức ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được ôn bài Kinh Pháp Cú câu số 177. Na quê Kadariya đề qua lô căng qua chàn tí bà là ha quê náp ba sàng sàn tí đà năng thì rồ chát đà năng anu mô đam mà nô tề nề qua sô hồ tí su khi parattha. Kêu kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Làm sao bổn xỉn sanh thiên, khen người rộng lượng kẻ điên mong gì, trí nhân bố thí xả ly, hỷ hoan nhân quả có chi phải ngờ, là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin kệ ạ. Na quê ca đa di, na quê ca đa ri ya đê hòa lô căng hòa chan ti, pa la ha quê na pa sang sang ti đa năng, thi rô cha đa năng anu mô đa ma nô, tê nê hòa sô hô ti khi pa ra tha. Na quê ca đa ri ya đê hòa lô căng hòa chan ti, pa la ha quê na pa sang sang ti đa năng thi rô cha đa năng anu mô đa ma nô tê nê hoa sô hô ti su khi pa ra tha. Na quê ca đa ri ya đê hoa lô căng hoa chan ti pa la ha quê na pa sang sang ti đa năng thi rô cha đa năng anu mô đa ma nô tê nê hoa sô hô ti su tê nê hoa sô hô ti su khi ba ra tha. Dạ con xin hết ạ. Kính mời cô Rạng Đông tiếp theo ạ. Sa thú làm thai, con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 177. Na quê ca đa ri ya đề qua lô căng qua chạm ti bà la ha quê nắp ba sẵn sàng tí đà năng, tùy rô cha đà năng, anu mô đà ma nô, tê nê quá sô hô tí su hi bà rạp tha. Na quê ca đà ri ya, đề quá lô căng quá chàm tí, bà la ha quê nắp ba sẵn sàng tí đà năng, tùy rô cha đà năng, anu mô đa ma nô tê nê qua sô hô tí su khi ba ra tha. Na quê ca đa ri ya đề qua lô căng qua chàm tí bà la ha quê nắp ba sang san tí đa năng tê rô cha đa năng anu mô đa ma nô tê nê qua sô hồ tí su khi ba ra tha. Kêu kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Na we ka da ri ya de wa lo kang wa chan ti ba la ha we nap pa sang san ti da nang ti ro cha da nang anu mo da ma no te ne wa so ho ti su khi pa ra tha. Làm sao bụng sỉnh sanh thiên, khen người rộng lượng, kẻ điên mong gì? Trí nhân bố thí xả ly, hỷ quan nhân quả, có chi phải ngờ. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú, sa thú. Kính cảm ơn sư Trần Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 177. Na Huệ Ca Đa Rí Già Đề Quá Lô Căng Quá Chanh Tí Bà La Há Huệ Nát Bá Săng San Tí Đa Năng Thi Rô Chá Đa Năng Á Nú Mô Đá Ma Nô Tê Nê Quá Sô Hô Tí Sú Khi Bá Rát Thá Ná Huệ Cá Đá Rí Già Đề Quá Lô Căng Quá chanh tí Bà là há quê Nát bá xăng San tí Đa năng Thi rô chá đa năng Á nú mô đá ma nô Tê nê quá Sô hồ tí Sú khi phá rách thá Ná quê cá đá rí già Đê quá lô Căng quá chanh tí Bà là há quê nát bá Xăm xanh tí đa năng Thi rô chá đa năng Á nú mô đá ma nô Tê nê sô hô tí Sú khi bá rách thá Kêu kiết không sanh thiên Kẻ ngu ghét bố thí Người trí thích bố thí Đời sau được hưởng lạc Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu Làm sao bụng sỉnh sanh thiên Khen người rộng lượng kẻ điên mong gì Trí nhân xả bố thí xả ly Hỷ hoan nhân quả có chi phải ngờ Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức Và Cẩm Nhân đã ôn bài xong Mến mời bàn tay của Sít Tina Sít Quang Thanh Dạ, mến mời bằng tay Sít Tina nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 177. Na Huệ Ca Đa Ri Già Đề Quá Lô Căng Quá Chanh Tí Bà la ha huệ nam pa sang san ti đa năng thi ro cha đa năng anu mô đa ma no te ne wa so ho ti suki suki parantha na huệ ca đa ri ya de wa lo kang wa chan ti bà la ha huệ nam pa sang san ti đa năng thi ro cha đa năng anu mô đa ma anu tê nê wa so ho ho thi suki suki parantha kheo ký không sanh thiền kẻ ngu ghét bố thí người trí thích bố thí đời sau được hưởng lạc của hòa thượng Thích Minh Châu Na Huệ Ca Đa Ri Già Đề Quá Lô Căng Quá Chanh Tí Bà La Ha Huệ Nam Bà Sáng San Tí Đa Năng Thi Rô Cha Đa Năng A Nu Mô Đa Ma Nu Tê Nê Quá Su Hô Tí Su Khi Bà Răn Tha Na Huệ Ca Đa Ri
Riya Wa Lo Kang Wa Chan Ti Pa La Ha We Nam Pa Sang San Ti Da Nam Thi Ro Cha Da Nam Anu Mo Da Ma Nu Te Ne Wa So Ho Ti Suki Paranta. Làm sao bụng xỉn sanh thiền, khen người rộng lượng, kẻ điên mong gì, trí nhân bố thí xả ly, hỷ hoan nhân quả có chi phải ngờ, của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức và quý sư nhà. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tham Mái Sa Đi, cô tu nữ Tuệ Duyên và cô. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 177. Cảm ơn chú Quát Thana đã bắt bài. Na quê đa ca ri ra đề qua lô căng qua chan ti bà la ha quê na ba sang san ti đà năng thi rô cha đà năng anu mô đa ma đa ma tê nê qua sô hô ti su khi ba rát tha. Na quê ca đề qua lô căng qua chan ti Bà la ha quê na ba sang san ti đà năng thi rô cha đà năng anu mô đa ma nô tê nê tô hồ tu thiết không sanh thiên kẻ ngu ghét bố thí người trí thích bố thí đời sau được hưởng lạc đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Châu. Là quê đa ri ra để qua lô căng qua chán ti bà ha quê nà ban sang san ti đa năng thì đô đa năng a nu mô đa ma nô để nê qua sô hô ti sa rát tha. Là quê Na quê ca đa ri ra đề qua lô căng qua chan ti bà la ha quê na ba sang san ti đa thì do đa nu mô đa ma nô tê nê go so tê nê qua so ho tu su khi bà rát tha. Làm sao bùn xỉn sanh thiên khen người rộng lượng kẻ đi trí nhân bố thí xả hoan nhân quả có chi phải ngờ đấy của bản giới đức. Dạ con đã đọc xong, con kính mời cô Trần Đạo ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Đại Đức, kính lễ cô Machari, cô Như Pháp. Kính chào đạo tràng. Dạ bây giờ tự nhiên xin kể trước Trần Đạo. Dạ cảm ơn Quân ạ. Tự nhiên xin kể kinh Pháp Cú số 177. Na quê ca đa ri ya đê qua lô cầm qua san ti ba la quê na pa sam san ti đa năng ti rô cha đa năng anu mô đa ma nô Nê wa ho ho ti su khi ba ra tha. Na we ka ra di ya
Deva lokam vachanti balahave napasam santidanam tiro chadanam anumodamano tene vaso Oti sukhi paratha. Keo kiết không sân thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Làm sao bụng xỉn sân thiên, khen người rộng lượng, kẻ điên mong gì, trí nhân bố thí xả ly. Hỷ hoang nhân quả, có chi phải ngờ. Phổ thơ Hòa Thượng Như Đức. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Trần Đạo. Dạ, kính mời chị Trần Đạo ạ. Sa thu lành thầy xích chân đạo. Nam mô Phật Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sàng Kha Gia, kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng, kính đại lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ không biết cô tu nữ Tham Ma Chari có cầm mic được không ạ? Nếu mà cô có thể cầm mic được, xin là kính mời cô kể bài chính pháp cú số 177. Dạ, cô tu nữ Tham Ma Chari, biết có chiếc máy không? Alo. Dạ. Cảm ơn Quang Thành, cảm ơn Chiết Trần Đạo, Chiết Hàng Đông. Chắc cô tu nữ Tham Ma Chari không có chiếc máy, vậy con xin được kể kinh pháp cú số 177. Na ve kadariya deva lokang vachanti Balahave napasam santi danang tirocha danang anumodamano teneva sohoti sukhi paratha neva kadar
tham san ti đà năng thì ro cha đà năng anu mô đà ma no te na wa so ti su khi pa ra tha ne wa ka đà ri ya de va lo kang va chan ti ba la ha ve na pa sam san ti đà năng thì rô cha đà năng anu mô đà mô tê nê va sô hô tì su khi pa ra tha keo kiết không sanh thiền, kẻ ngu ghét bố thí. Người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Bản phổ thơ của bản dịch của Ngài Minh Châu. Làm sao bùn xỉn sanh thiên, khen người rộng lượng, kẻ điên mong gì? Chí nhân bố thí xả ly, hỷ hoan nhân quả, có chi phải ngờ. Bản phổ thơ của Ngài Di Đức. Dạ, Nam Mô Phút Thà, dạ. Còn xin được xuống mic, dạ. À, kính mời cô tu nữ Như Pháp với Nick Việt Thuyền vừa vào room. Kính mời cô nha. Không biết xuống được. Dạ, cô sa thủ kính cảm ơn Vinh Quát Thanh Đá. Nam mô Bụt Hai giá, Nam mô Tham Ma Mô Sân Kha giá. Con thành kính lĩnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính, con tu nữ Như Pháp thành kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Đại đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Cho Như Pháp biết được tín hiệu. À, Pháp Vương Lào Cai mới vào đạo tràng chuẩn bị nha. À, Như Pháp đảnh lễ tâm và quý ngài xong là Như Pháp mời Pháp Vương Lào Cai nha. Dạ, Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tị Duyên. Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì mời Pháp Vương Lào Cai tranh thủ lên trả bài đi để thượng tọa Tị Duyên vào và Như Pháp khóa sổ rồi khóc cả nhà. Mời Pháp Vương Lào Cai. Dạ, Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ hiện diện trong Zoom. Con xin được đọc và bài 117 ạ. Kính cảm ơn huynh Quát Thân Á đã cho bài. Cảm ơn bạn đông. Con xin được đọc. Na Huệ Cam Sa Ri Ya Đề Hoa Lô Căng Hoa Chẳng Ti Ma La Ha Huệ Na Pa Sang Ban Ti Đà Năng Thi Rô Cha Đà Năng Anu Mô Đà Ma Nô Tê nê quá số hốt tì su khi ba rát tha. Keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí. Người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Làm sao bùn xỉn sanh thiên, khen người rộng lượng, kẻ điên mong gì. Trí nhân bố thí xả ly, hỷ hoan nhân quả, có chi phải ngờ. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Con xin được kể ạ. Na quả quê na quê ca gia ri gia quê qua đê hoa lô căng. Dạ con xin, dạ con chưa con xin được kể lại ạ. Con xin lỗi. Na quê ca đa ri ya đề hoa lô cầm hoa chẳng ti đà la ha quê na pa sang san ti đà năng thi rô cha đà năng anu mô đà ma nô tê nê hoa sô hô ti su khi pa ra tha. Na quê ca đa di đà quê hoa lô cầm hoa chẳng ti đà la ha quê na pa sang san ti đà năng
thì đô cha đa năng anumodamano tene waso hoti sukhi paratha. Kẻ keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Làm sao bổn xỉn sanh thiên, khen người rộng lượng, kẻ điên mong gì? Trí nhân bố thí xả ly, hỷ hoan nhân quả có chi phải ngờ. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin, con đã đọc xong, con xin được xuống, con xin cảm ơn tất cả đạo tràng ạ. Sa thú lành thai, kính cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Nam Mô Bích Thai á. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tòa Tự Viện Diệu Quang Đâm chào đạo tràng và cảm ơn cô Hoàng Việt cho Như Pháp biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tự Đức đã tiên phong ôn bài Pháp Quốc Kinh số 177. Kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Viên và tất cả quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ lên ông bài cầu Pháp Quốc Kinh số 177. Dạ, bây giờ thì con đã thấy Thượng Tọa Tuệ Viên vào đạo tràng rồi. Như Pháp kính mời quý vị cùng Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Thượng Tọa Tuệ Viên giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Minh Quát Thanh Ái cho bài học. Nam mô Bích Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hà dạp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha dạ, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Viên từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu Pháp Quốc Kinh số 178. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng Minh Thanh Sư. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Giờ để chúng được nghe rõ. Mô Phật. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và đến chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawan Tăng Apivade Miswa Khato Phakkawata Thammo Thammang Namasa Misupatipanno Phakkawato Sawaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nhờ quy lực Tam Bảo hộ đến chư tôn đức tăng. Quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bố Thầy giá và kính quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái câu pháp cú số 178.
thì cũng là cái câu pháp cú cuối cùng của phẩm Thế Gian, gọi là cái phẩm mà Lô Cá Quốc Gác. Chúng ta học cái bài cuối. Thì kính thưa quý vị, cái câu bài cuối này thì rất là hay, rất là đặc biệt. Bát tháp ya ekarache na sắc gassa gamane na wa sapaloka thipache na sota patipalang qua răng. Hơn thống lĩnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Thì kính thưa quý vị, bây giờ đầu tiên chúng tôi xin thích nghĩa cái câu này. Cái mật cái từ mà tại sao mà gọi là quả dự lưu, là cao quý vương quyền ở trên trái đất, hoặc vị đến cõi trời, hoặc chúa tể toàn bộ thế gian, nó cũng không bằng cái quả dự lưu. Bát tháp và gia, chúng ta đọc rất lẹ nha. Bát tháp và gia, từ chữ bát thu y. Đây là từ cái chữ bát thu y, bát thu y tha tú, danh từ nữ tính. Bát tháp và gia tức là nó chia theo sở thuộc cách. Của trái đất. Và asma, cái đây là chia cách thôi, nó chỉ là chia cách thôi. Cứ như Bathawi, danh từ nữ tính là đất. Nó từ cái chữ Bathawi. Bathawi. Một cái chữ hai cái chữ vá nó gặp nhau, nó xóa bớt thôi. Chữ y ngắn và cái y ngắn và y dài để cái chữ cái sanh thi nó bỏ bớt nha. Yeah. Một bước. Bát tháp vi gia, bát thu y. Cái chữ vi gia chúng ta đọc rất lẹ. Cô ghi là cái chữ bát thu y. Chữ bát tháp vá cái chữ y ngắn. Yeah. Rồi e cá rách chê ná. E cá này số đếm. E cá là một. Rá chá có nghĩa là ở đây là danh từ trung tính chỉ cho vua. A chá là vua. Mà đây là ra chê ná. Tức là cao hơn cả vua chúa. Mà nếu mà thống lĩnh cái cõi đất này. Hay lắm. Yeah. Cái từ này nó rất là hay. Hay cái chỗ tức là nói lên cái gì cao hơn cả. Tức là cao quý hơn, hơn cái ngôi vua, ngôi vua chuyển lưng vương. Cái e cá ra cha tức là cái tối thượng, chúng ta gọi là vua chuyển lưng vương á, e cá ra cha. Chứ không phải là cái ngôi khác rồi, mà e cá ra cha cũng như là một vị vua chúa nó ám chỉ đó chính là chuyện, ám chỉ cho vị vua chuyển lưng thanh vương, ta nhớ như vậy. Cái chữ sắc gá là trời, đây dịch từ nam tánh, mà sắc gá xá tức là chúng ta chia theo sở thuộc cách, tức là của cõi trời. Gamana từ cái chữ gam mà là đi đến, gam đi tức có nghĩa gamane ná mà sắc gas samane ná có nghĩa là đi đến cái cõi trời, đi đến bằng tức là ý nó đang tái sanh vào cái cõi trời, chúng ta nhớ như vậy. Gamana từ cái căn gam, đây danh từ trung tính, cái căn gam cộng với anát là danh từ mà nó trung tính, là bằng việc đi đến hay việc tái sanh. Cái chữ sắc giá là cõi trời hồi nãy rồi đó. Dạ. Còn tiếp theo cái chữ số mà cái câu thứ ba này là sapaloka
thì bá chê nát từ cái chê sắp bá cộng với lô ca thì bá chát. Đây là một hợp từ sắp bá toàn bộ hay tất cả cái lô cá từ cuộc đời hay thế gian. Thì bá chát có nghĩa là cái quyền chúa tể, cái quyền chúa tể, hay là chúng ta gọi là làm minh chủ võ lâm. Mà trong kinh đây cũng như là làm chúa tể. Sắp bá lô ca thì bá chê nó có nghĩa là cao quý hơn sự làm chúa tể trong thế gian. Kể cả các long vương, kim sĩ điểu, vân vân, tất cả hơn hết. Yeah. Thì ở đây có nghĩa rằng là cao quý hơn hơn tất cả mọi thứ ở trên thế gian. Cái chữ thứ tư cuối cùng là Sotapattipalaṃ. Sotapattipalaṃ varaṃ. Có nghĩa rằng cho dù là đức vua tối thượng, cho dù là đức vua chuyển lương thánh vương, thọ hưởng nhân sản như thế nào cũng không thể thoát khỏi cái gì, không thể thoát khỏi cái cảnh đau khổ. Hay là dầu cho, tức là ở đây cái chữ Sotapatti có nghĩa là quả nhập lưu, từ chữ Sotapunni nhập vào, tức là việc đã đi vào. Còn chữ Sotat là dòng suối, mà Apatti có nghĩa là việc đi vào, nó là một cái căn Apatti, nó là danh động từ, từ tiếp đầu ngữ Á là hướng về, và bát, cái căn bát có nghĩa là rơi xuống, và cái chữ phá lá là danh từ trung tính, là quả. Còn cái chữ vá răng là từ cái chữ vá rá, là tỉnh từ trung tính, có nghĩa là nói đến cái gì? Cái sự tối thượng. Nghĩa là vua, dầu cho đức vua có đó tối thượng mà hưởng cái thiên sản nhân sản, nó cao hơn là vua, dầu cho là hưởng cái thiên sản nhân sản. Thì kính thưa quý vị, khi đọc đến đây thì chúng ta mới thấy được một cái điều đặc biệt. Tại sao mà Đức Phật Ngài nói á, tại sao mà Đức Phật Ngài nói được cái câu hơn thống lĩnh cả cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Có nghĩa là Sotapattipalaṃ, có nghĩa là quả dự lưu này, nó là tối thượng. Và địa cầu bá chủ, bá chủ bá quyền, hoặc là thượng giới chư thiên hướng nhàn, hưởng nhàn, uy danh vũ trụ vinh quang, thua xa xa tích dự hàng thánh lưu, cái đó của hòa thượng giới đức. Thì kính thưa quý vị, cái câu chuyện này cũng hết sức là đặc biệt, đề cập đến khi Đức Phật ở tại chùa Kỳ Viên Tịnh Xá, đề cập đến công tử Ca Lá, tức công tử này là con của ông Anathapindika. Thì tướng truyền tôn giả cấp cô độc này là một, dĩ nhiên là một người đã có niềm tin nơi Tam Bảo, nhưng con ông ta là Ca Lá lại không có cái niềm tin nơi Tam Bảo. Ông ta không muốn gần gũi với Đức Phật và chư tăng. Ông ta không có hài lòng khi bậc đạo sư đến nhà, cũng như không có muốn phục vụ tăng. Bởi ông ta thấy đi đến nhà của ông ta như vậy ông ta không chịu. Mặc dù trưởng lão nhiều phen khuyên dụ nhưng đều không được. Này Ca Lá, con hãy chớ có nên làm như thế, hay cung kính phục vụ chư tăng. Nhưng cái người con Ca Lá này, công tử này cũng vẫn ngó lơ. Trưởng giả mới suy nghĩ, con của ta là Ca Lá, nếu mà mãi chấp cái thành kiến sai lệch này chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục. Ta thấy con ta rơi vào khổ cảnh như vậy, ta làm ngơ thì đó không phải là một điều phải lẽ. Cho nên lẽ thường á, thì chúng sinh là người vui thích chôn giấu cất giữ tài sản của chính mình, mà đâu có biết rằng cái điều này nó không có là cái điều tốt đẹp. Và ông ta quyết định sẽ cải quấn con của mình trở về chánh kiến bằng cách tức ông ta dùng cái tài sản đó, vàng bạc đó, để ông ta dụ con của
của ông ta. Rồi Thượng Giả Cấp Cô Độc mới nói với công tử Ca Lá rằng, này con, thì con hãy thọ trì trai giới đi, hãy đi đến tịnh xá nghe pháp trọn đêm, cha sẽ cho con 100 đồng vàng. Thì người con Ca Lá này khi nghe cha mình ra một cái điều kiện như vậy thì chúng ta cũng giật mình. Thì người con Ca Lá này hỏi, có thật như vậy không thưa cha? Nếu con làm được như thế, cha cho con ngay. Thì công tử Ca Lá nhận lời, một cái ngày trai giới chàng đi đến tịnh xá thọ trì quy giới, nhưng chàng không màng để nghe pháp, tìm chỗ ngủ cho thỏa thích thoải mái, rồi đến khi mà trời sáng thì chúng ta từ tịnh xá trở về. Thượng Giả Quan Hỷ nói với chàng rằng, con của ta đã thọ trì giới trọn ngày nay đêm nay, và khi người làm hãy dọn những vật thực cơm nước lên cho con ta dùng. Thì Thượng Giả sai cái gia nhân làm như vậy, dọn lên món ngon món ngọt như vậy, nhưng công tử Ca Lá ngồi vào bàn nhưng không chịu dùng, mà bảo với cha rằng, thưa cha, cha hứa cho con 100 đồng tiền vàng nếu như con thọ trì trai giới và nghe pháp trong tịnh xá của Đức Thế Tôn, vậy cha hãy ban thưởng cho con đi. Này con hãy dùng vật thực đi, cha sẽ cho con ngay món tiền đó. Thưa cha, nếu cha đưa tiền con, nếu không đưa tiền á, nếu cha chưa đưa tiền thì con sẽ không dùng vật thực. Thấy công tử kèo này như vậy, Trưởng Giả mang tiền ra bảo, này Ca Lá, đây là 100 đồng tiền của con đây. Thì sau khi nhận đồng tiền rồi thì công tử mới ăn uống. Hôm sau thì Trưởng Giả mới báo, mới thách đố với công tử rằng, này Ca Lá, cha sẽ cho con 1000 đồng tiền vàng nếu con thuộc lòng được một câu kệ của Đức Phật thuyết giảng, nếu con nghe pháp từ nơi chính ngài. Công tử nghe vậy liền chấp nhận liền, được, con sẽ đi đến tịnh xá và nghe. Và ông ta nghe pháp với cho chú ý rằng, ta chỉ cần học thuộc đường ngũ từ Thế Tôn người ta sẽ quay về. Thì kính thưa quý vị, bậc đạo sư quán xét thấy được cái duyên lành đắc chứng đạo quả của Tôn giả Ca Lá đã chín mùi, ngài liền dùng cái Phật lực khiến cho công tử Ca Lá thuộc được một câu kệ ngôn. Nhưng điều khi vừa bước ra khỏi tịnh xá thì lại quên, chàng mới trở vào tịnh xá để nghe pháp tiếp, để học thuộc câu khác. Rồi ra về, nhưng khi ra khỏi tịnh xá thì lại quên mất. Ở lần thứ ba, chàng mới quyết tâm, ta sẽ trở lại nghe pháp lần này, ta sẽ cố cho thật là kỹ, học thật là thuộc rõ ràng câu Phật ngôn, rồi ta mới ra về. Nhưng chàng đâu có hiểu rằng khi nghe pháp với cái tâm mà lơ mơ lạ mà đó, thì không có thể hiểu được. Mà bắt đầu chàng vào nghe lần thứ ba này, chàng công tử Ca Lá này với cái tâm quyết chí là phải nghe, ông ta nghe với một cái tâm tôn kính. Thì khi ông ta nghe cái tâm tôn kính thì cái duyên phước chín mùi của ông ta chứng quả được chữ luôn. Sau khi nghe pháp xong, người ta chứng dự luôn. Chàng trú lại tịnh xá qua đêm, vào rạng sáng ngày mai chàng cung thỉnh Đức Phật cùng với chư tăng về nhà của mình để thọ trai. Trưởng Giả Anathapindika thấy con mình từ xa có Đức Phật và chư tăng ngự đến đang dẫn đầu, ông vô cùng hoan hỷ, nghĩ rằng hôm nay con của ta làm một việc khiến ta rất hài lòng. Cử chỉ của con ta hôm nay thật là khác hẳn những cái ngày thường. Trưởng Giả thân hành đã rước bát của Đức Phật cùng với chúng tăng và thỉnh vào ngồi ở chỗ đã được soạn sẵn. Người công tử mới thưa với cha rằng, thưa cha, chính con đã cung thỉnh chư tăng và Đức Phật và chư tăng về để thọ trai tại nhà chúng ta. Xin cha quan hỷ, tùy hỷ phước với chúng, với cùng con. Lành thai, này con. Nhưng rồi chàng lại có cái sự hổ thẹn ngay trong tâm, và nói với cha mình, mong rằng cha đừng có nhắc cái việc mà cho tiền con trước mặt Thế Tôn và chư tăng, mong cha giữ kín cái việc mà con thọ bát quan trai giới, chỉ đi đến chùa để thọ bát quan mà lấy 100 đồng vàng và đi nghe pháp vì muốn lấy 1000 đồng vàng. Nhưng mọi việc ấy thì Đức Phật thấu rõ ngọn ngành.
khi mà trưởng giả cúng dường bát cháo đến Đức Thế Tôn cùng với chúng tăng, ông ta bảo công tử Ca La rằng: con hãy dùng vật thực sáng đi, món tiền 1.000 đồng đang đặt trên bàn là cho con đấy. Cha có hứa với con rằng khi con nghe pháp từ Thế Tôn về thuộc một câu kệ ngôn, ngài cha sẽ cho con 1.000 đồng vàng, và đây là số tiền nó thuộc về con. Công tử Ca La nghe cha nói như thế trước mặt Thế Tôn thì chàng lấy rất là hổ thẹn: thưa cha, giờ đây con không còn mong được tiền như thế nữa. Mặc cho trưởng giả kêu nhiều lần nhưng cũng nhất quyết không có nhận. Ngạc nhiên trước một thái độ ấy thì trưởng giả mới bạch Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, hôm nay con rất hài lòng về cái cách, về cái cung cách mà con của con là công tử Ca La này đã làm như thế. Này trưởng giả, chuyện gì thế? Bạch Thế Tôn, hôm qua Ca La thọ trì bát quan trọn đêm trú tại tỉnh xã trở về, và con cho 100 đồng, và hôm nay nhưng hôm nay cả 1.000 đồng vàng mà Ca La lại cương quyết khước từ. Thật vậy này trưởng giả, hôm nay bởi vì dự lưu mà Ca La đã chứng đạt được còn cao quý hơn là vua, chuyển lưng vương, hơn cả tài sản chư thiên phạm thiên, hơn cả thiên sản nữa. Rồi ngài nói lên bài kệ: hơn thống lĩnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ quả dự lưu tối thắng, hơn bá quyền trên quả địa cầu, hơn tài sản nơi thiên giới, hơn quyền chúa tể của toàn thể vũ trụ, chính là quả dự lưu. Điều ở đây mà chúng ta thấy tại sao mà quả dự lưu lại là một cái quả mà được Đức Phật ngài hằng tán thán. Mà trong kinh chúng ta thấy để được lọt vào dòng thánh thấy niết bàn, thấy ánh sáng lần đầu tiên, thì kính thưa quý vị, nếu chúng ta biết được thì vị Tu Đà Quần là sát trữ, là sát trừ ba kiết sử, là thân kiến hoài nghi với cấm thú, thì ba phần kiết sử này, một con người như thế, chúng sinh như thế thì sanh không sanh vào địa ngục. Chúng ta nhớ như vậy. Dù có dễ vui cách mấy cũng vậy, cũng không thọ sanh quá 7 kiếp ở cõi dục này, tức là không sanh quá 7 kiếp ở cuộc đời này. Cho nên cái quả vị này nó cao tột hơn mọi quả trong thế gian. Thì dứt pháp thọ nhiều người chứng quả Tu Đà Hoàn. Kính thưa quý vị, chúng ta đã bao lần, rất nhiều lần nha quý vị, luân hồi trong tam giới, làm phạm thiên, làm cả vua trời, làm những chúng sinh thấp hèn nhất và làm những chúng sinh cao cả nhất, chúng ta đi qua hết. Ba giới bốn loài này đi qua hết rồi, chỉ có một chỗ chúng ta chưa đi, đó chính là lọt vào dòng thánh, cái cõi thánh thôi, cõi lành. Chúng ta không đi vào đó được. Kinh đứng trên cái nhìn của một con người bị trầm luân, bị đau khổ là một chuyện rất khác. Nếu như chúng ta hiểu biết được Phật Pháp thì chúng ta mới thấy được cái quả vị, tại sao có quả vị mà Tu Đà Quần. Nó như là một cái, có một cái phòng hộ, có một sự bảo trợ, nó là một sự miễn dịch hoàn toàn với phiền não ở cõi ác, ở cõi khổ. Một cái giấy thông hành đặc biệt, bất cứ lúc nào chúng ta có thể sử dụng. Thường thì tâm tư của chúng sinh nghĩ rằng bây giờ mình đạt được cái thôi, đạt sớm chi cái cõi cái quả vị của vị thánh tứ quả, mình chỉ đạt được coi như là Tu Đà Quần được rồi, mình du lịch vòng quanh tam giới có phải gì không quý vị. Chứ điều phải nói rằng là đối với các ngài, để hưởng được cái pháp lạc của vị Tu Đà Quần nó cao cả, và tâm của vị ấy nó ly tham, nó không có thèm khát.
ba cái chuyện mà tiền của bạc vàng danh vọng sự nghiệp của cái phước hữu lậu này nữa, mà các ngài lại hướng tâm tới cái phước vô lậu, tới tu đầu quần, tới tư đà hàm, tới a na hàm, tới a la hán, hướng lên cái cõi cao hơn, chứ không phải là thế ở chỗ đó là chắc như vậy. Bởi vì tâm phàm phu của chúng ta vốn chứa đầy cái tham dứa, và cái cố chấp ở trong cái tham đó đó, nó bua, nó ôm ấp chúng ta giữ gìn. Chứ sự thật ra các bậc thánh này, đối với bậc thánh tu đầu quần thôi, khi người ta chứng đắc như vậy, đó là cảnh giới nhất. Mà cảnh giới thấp nhất đó thì vị ấy cũng rất là quan, cũng rất là nhàm chán, muốn ly tham ở trong tâm tam giới này. Chúng ta phải nhớ như vậy. Cho nên mà ở trong kinh, cái bài kinh mà Phước Báo á, như cột cừ đóng cứng dưới đất, giác thính đắc hi lô bà thủ quýnh lên si tô si ya cho tấp ti hoa tê bì a sâm bà cầm bì dô ta thù bà măng sáp bà rù sang bà nam bì dô ở đây giới sách chàn hiệu quý chà bà sẽ tì đâm bì sang khê ra tà năng bà ni tăng ê tê nó sách chàn hiệu sông bà tê ô tú. Cột cừ đóng cứng dưới đất dù gió bốn phương không lay động thế nào thì cũng vậy. Đối với cái bậc tu đầu quần, cái niềm tin của các ngài không bao giờ lay động nơi tam bảo, nơi nhân quả nghiệp báo, không hề. Và không hề có cái sự hoài nghi, và không hề có một cái kiến chấp mà đi ngược lại cái quy trình sanh diệt, cái quy trình nhân quả mà Đức Phật ngài đã tuyên thuyết. Cơn đức tăng bảo đó là một giá trị tuyệt đối. Chúng ta có cái niềm tin, chúng ta còn nhiều khi chúng ta còn bị chao đảo khi chúng ta gặp những cái điều khốn khổ ở trong cuộc đời. Bây giờ tự nhiên mình có cái tâm hăng hái phụng sự, mình có cái tâm hăng hái để cúng dường, được mong cầu được nhiều tài sản để mình làm các thiện sự, nhưng lại mình lại bị tai ương tai ách, mình lại bị bệnh hoạn, những cái chứng bệnh trầm kha, khổ nạn ác xấu nó lại tới với mình. Còn tại sao cái người kia tâm tư họ ác vô cùng, họ làm xấu vô cùng, ác kiến vô cùng, nhưng họ lại thuận duyên, thuận may. Còn mình có cái tâm thành, có cái sự phụng sự, có cái sự chí thành, chí tâm, nhưng là mình lại bị nạn tai rất là nhiều. Chúng ta buồn lắm. Kính thưa quý vị, chúng ta buồn lắm. Chúng ta dễ rơi vào một cái hoài nghi. Chúng tôi nhớ một cái việc mà ngày hôm nay mà chúng ta đọc được những cái xin lỗi một cái chú giải hay là cái kinh Bali mà được chuyển ngữ qua cái Anh ngữ hay hoặc là qua cái dịch được ra tiếng nước ngoài cho các giới khoa học ngày nay mà được học được biết á, chúng ta nhớ là cái bà Ray David, một cái bà giáo sư đó giỏi lắm, là một trong những người phụng sự trong công tác biên soạn rất là nhiều. Nhưng bà ta có một người con, người con của bà ta chết còn trẻ đó. Bà ta sốc, bà ta chịu không nổi. Tại sao bà ta có một cái tâm lành phụng sự như vậy mà lại mang tới những cái đại nạn cho bà ta? Bà ta giảm thiểu niềm tin luôn. Thì nhiều lắm quý vị, chứ không phải là ít. Nhiều có người có cái tấm lòng thành nhưng vẫn không vượt qua được cái gì, vẫn không vượt qua được cái nghiệp riêng của chính họ. Cái phước, cái nào phước là phước, cái nào tội là tội, cái nào nghiệp là nghiệp, cái nào quả là quả. Nó không thể chuyển được cái nghiệp ác. Cái bà Ray David này, bà làm là cái việc phước của bà. Còn nghiệp con của bà, không có nó khác xa lắm. Ngay cả chuyện của chính mình. Mình coi á, mình cho rằng mình làm những cái việc, mình tận tâm, tận lực, chí cốt, chí tâm. Đối với tam bảo, có cái tâm như vậy. Thực ra cái phước đó nó chưa có đủ, hay là cái tâm đại thiện đó nó chưa đủ bằng một cái tâm bất thiện mà cái quả ác từ xưa chúng ta làm. Chúng ta làm một cách khủng khiếp cho nên nó không có thể chuyển cái nghiệp được. Nó không thể chuyển nghiệp. Ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp, người ấy thoát khỏi đời, người ấy coi như là như trăng thoát khỏi mây. Như được mà chuyển nghiệp như vậy đó,
thoát khỏi những cái đau khổ của cuộc đời như trăng thoát cái mây che, thì cái tội mà làm một mà cái phước của chúng ta phải làm ba, làm mười kìa. Chứ còn lé que như mình, bây giờ mình làm được bao nhiêu công đức mà mình tưởng đâu mà mình hay, mình ho hay ngay cả luôn họ cúng. Họ cúng cả một cái gia tài, cái sự nghiệp luôn. Sự thật đó cũng chưa có bao nhiêu so với cái ác nghiệp, so với cái tâm cái thiệt, so với cái tâm bất thiện, do cái tâm mà bất kính, do cái tâm mà hoài nghi, do cái tâm mà ác xấu, mà đối với cái tam bảo hay đối với cuộc đời. Mà từ trong tiền thân thì chúng sinh vốn tức là chấp thủ và ôm ấp những cái gì mà mình có được. Và chúng sinh vì cái sự ôm ấp và chấp thủ đó nó đau khổ. Cho tới cả người tu mà không khéo ôm ấp là càng đau khổ nữa, chứ đừng nói chi mà người đời. Kính thưa quý vị, vốn là cái nguồn cơn ôm ấp, chấp thủ và gìn giữ. Chính vì cái tham á, là muốn hưởng lạc, muốn hưởng hưởng lạc tốt, nó bao đời nay rồi. Nhưng vị tu đạo quần thì dầu cho y như là trời gầm không nhã, mà cứ gầm rú có như thế nào, vị ấy cũng không bao giờ đổi thay. Nó gọi là một niềm tin bất đồng, niềm tin không hề lai chuyển. Như thế đó, đó thì cái giá trị đó đó nó mới thoát khỏi được các cái đường ác đạo, và các vị ấy mới thành tựu được cái thánh đạo, thánh quả. Còn chúng ta làm ít mà chúng ta đòi công nhiều, chúng ta phải nhớ như vậy. Chúng ta tạo rất ít cái việc phước hơn là cái đời sống bình nhật của chúng ta luôn á. Chúng ta cái chưa biết cái thiện cái ác nên cái nào nó nhiều hơn. Rồi một khi đến khi cái mình gặp cái chuyện đại nạn tới, cái mình nhớ cái chuyện của mình có làm một cái công đức lớn, có một cuộc đại thí, có một cái cuộc đại xá, có một cái cuộc làm lễ như thế này, hay tiền của tài sản của mình bỏ ra nó mạnh, nó lớn hơn người, nó nhiều hơn người, vân vân, mà tại sao mình bệnh như thế này, tại sao mình bị như thế kia, thì làm cho mình có cái hoài nghi về cái nhân quả, hoài nghi về cái nghiệp báo của mình quả thật nó có được hay không, mà tại sao nạn tai, hay chúng ta thấy người ngay hay mắc nạn. Khi chúng ta biết thì chúng ta hiểu như vậy. Nhưng người ngay hay mắc nạn, và người ngay cũng hay được an lành vậy, cũng có vậy. Rồi người ác cũng hay gặp nạn, và người ác cũng có lúc gặp lành. Nhưng chúng ta chỉ đem cái người ác mà được lành á, chúng ta ra chúng ta so sánh. Còn những người ác cũng nhân quả hiện tiền mà, họ bị những cái hiện nghiệp, nó cũng có vậy. Âu là tâm tư của chúng ta nó không có một phân kỳ, nó không có một sự phân ly một cách rõ ràng và đặc biệt. Cho nên tâm chúng ta trở nên có sự thắc mắc, có sự hoài nghi, có một sự bất an, vân vân. Chúng ta nhớ, khi tâm của chúng ta làm việc thiện là quả thiện, tâm của chúng ta khởi lên tâm bất thiện thì quả bất thiện. Muốn đời nó là như thế. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này, hiểu như vậy, biết như vậy, để chúng ta có một cái nhìn, có một cái hiểu, có một cái biết, một cách cẩn trọng, một cách đầy đủ, một cách tốt đẹp, thì chúng ta sẽ được cái sự an lành, chúng ta được sự yên vui. Còn không thì ở trong cuộc đời này rất là mệt mỏi, rất là nguy hiểm. Có thể chúng ta sẽ được rất là được nhiều cái phước báo. Còn cái vị tu đạo quần, dầu cho có như thế nào, tâm của người ấy không bao giờ có một cái sự lai chuyển lai động hết. Không có niềm tin bất động là một. Họ không bao giờ hiểu sai. Các pháp là vô thường, thì họ biết vô thường. Các pháp là khổ não, các pháp là vô ngã. Họ không có chấp ngã, chấp ta, chấp hữu, chấp kiến, chấp còn. Họ không rơi vào cái tà tính, tính về một người này, tính về một người nọ. Và họ không có giới cấm, phải chấp, phải tu, phải như thế này, phải như thế kia. Các vị đó không có. Nói chung là những cái kiến chấp, những cái tà kiến họ không còn nữa. Mà cái chủng tà kiến nó đối ngược lại với cái gì? Với cái thánh chủng. Tức là khi mà lọt vào dòng thánh chủng thì đoạn trừ được cái tà kiến. Chánh kiến luôn luôn hiển lộ ở trong lòng của các bậc thánh hữu học. Chúng ta phải nhớ như vậy. Cái pháp tà kiến nó không có. Mà tà kiến không có mặt thì chắc chắn rằng tà định không có mặt và tà giới không có mặt.
Tại sao chúng tôi nói như vậy? Chánh kiến, chánh tư duy của vị ấy tuyệt đối an toàn. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng của vị đó, tức là giới phần của vị đó, được tốt đẹp. Những sự hành động và suy nghĩ không có đưa đến cấu thành cái quả dị thục, đưa đến sanh y đau khổ. Tí tâm họ vẫn còn, còn tham, còn sân. Nhưng cái tâm tham sân đưa có đủ khả mãnh lực, khả năng đưa đến sanh y đau khổ. Chúng ta phải nhớ như vậy. Nếu mà nói theo tinh thần của vị Diệu Pháp, tức là vì cái tâm nó đó, vì cái giới mà được, đã được thọ trì, vì cái giới mà được thấy, được hiểu về giới của các vị, cho nên các vị không bao giờ bị vi phạm cái giới, mà cái giới đó nó đưa đến sanh y đau khổ ở trong cõi khổ tương lai. Và chính vì các vị được cái giới và có cái tâm chánh niệm, có cái tâm chánh định một cách căn bản mới chứng đắc được tu độc quần. Và ấy ở đây tức là vị ấy thành tựu về cái định, và cũng như và vị ấy thành tựu được cái tuệ ít nhất là bát chi đạo, hiệp trong tâm đạo, hiệp tâm sơ đạo, thấy niết bàn lần đầu. Đây là đại thiền, nó hợp trong tâm sơ đạo. Hễ mà sơ đạo có mặt thì sơ quả có mặt. Nếu như quý vị mà biết vi diệu pháp thì chúng tôi giảng cho này quý vị sẽ rất là thích. Tức là đúng bát chi đạo, từ chánh kiến cho tới chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, nó hợp trong tâm sơ đạo siêu thế. Thấy niết bàn lần đầu tiên, thấy được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã, thấy được cái sự sanh diệt. Và tâm của vị đó diệt trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Ba cái sự này được diệt trừ. Và tới tu đạo quần thì giảm nhẹ cái sự dục ái và sân. Và tới các coi như là tới Anaham thì diệt trừ được cái gì? Cái sân phần. Và cuối cùng vì thánh tứ quả thì diệt trừ cả 10 phần, hạ phần, thượng phần kiết sử một cách đầy đủ. Thì kính thưa quý vị, cái quả vị tu đạo quần, như đã nói, cái quả vị tu đạo quần là một cái quả vị an toàn, là một thuốc mà chúng ta đã được tiêm hay được ngâm tẩm vào trong người. Nó miễn trừ các cái virus, nó miễn trừ các cái virus, nó không còn xâm nhập vào ta nữa. Chắc chắn ta không có bị những cái bệnh phiền não nó xâm nhập, hay cái bệnh mà chúng ta biết như là cái bệnh mà bị virus nó tác hại làm cho ta bệnh hoạn. Thì cũng như thế nào thì được phòng chống, được ngừa bệnh một cách an toàn, thì tâm của vị tu đạo quần đó sẽ không có những phiền não, sẽ không có những cái tâm bất thiện mà đưa đến cái sanh y đau khổ ở đời sau, như là sanh vào cõi khổ địa ngục bằng sanh Atula ngạ quỷ, không có. Và các vị đó chỉ luân hồi không quá 7 kiếp. Nhưng sự thật ra kiếp thứ 2, kiếp thứ 3 là các vị đó chín mùi từ lâu rồi. Thì không quá 7 kiếp thì đó chính Đức Phật định như vậy. Chứ thường thì các vị chẳng hạn như tu đạo quần hay chứng thứ Na Hàm, A Na Hàm thì sanh về cõi A Na Hàm, cõi ngũ tịnh cư, cõi trời sắc giới, chứng tứ tam quả tứ thiền, thì sanh về cõi ngũ tịnh cư, ở nơi đó nhập diệt tại nơi đó. À, chúng ta không biết đó là vị không có trở lui ở quả địa, ở cái cõi dục này không quá 7 lần và không quá 1 lần, vì ấy sanh về cái cõi cõi tam quả tứ thiền ngũ tịnh cư, vô phiền vô nhiệt, thiện hiện thiện kiến sắc cú cánh ở nơi đó, và vị ấy nhập diệt niết bàn tại nơi đó luôn. Cũng như các vị thánh tu độc quần này có vậy, chứ trở lại ít bao giờ mà chúng ta thấy khi mà sanh ra đã là một vị đó là đã chứng đắc tu đạo quần rồi. Ở con người này ít có bao giờ trở lại lắm. Đọc trong kinh văn ít bao giờ thấy sự xuất hiện của một vị tu đạo quần trở lại. Mà thường là các vị đó có thể từ tiến về các cái cõi thiền và chứng đắc nhập diệt ở tại đó, hay là từ ở cái cõi người này vị đó chứng đắc, từ tu đạo quần nó chứng đắc thánh quả luôn, vân vân. Hay sanh về cái cõi trời và từ đó các vị ấy chín mùi cái pháp độ và tu chứng một cách tốt đẹp. Chúng tôi nói rồi, quý vị để ý đi.
Bởi vì ngay cả cõi người này, các vị đó người cũng không quay lại mà. Chứ đừng nói chi mà chúng ta cứ nghĩ rằng vòng quanh thế giới, mình nghĩ mình mong mình chúng tôi đồ quần, chúng tôi đồ quần để thoát khỏi cái địa ngục bằng sanh Atula ngạ quỷ. Ngay cả kiếp người này, cái cõi trời thấp, các vị đó cũng cảm thấy nó phiền não nữa. Mà cho nó, bởi vì sao? Tâm của vị đó nó ly dục đi tham, nó không còn cái ước muốn, cái tham dục. Như chính chúng ta sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc đó các vị đó, đó cái này nó rất là hạn chế, nó rất là thấp. Dạ. Yeah. Và khi chúng ta hiểu, chúng ta biết được như vậy thì cái sự tiến tu của chúng ta nó mới mạnh mẽ, nó mới được tốt đẹp. Có bao giờ mà trong kinh mà quý vị thấy Đức Phật nói vị này đã là vị chứng đắc tu đầu quần từ bao giờ? Ít lắm. Thế là có một vị trời nào đó thì như thường thường là chứng đắc các vị trời đó. Giờ mà được một cái sự lặp lại thì chúng ta thấy điều mà chúng tôi nói đó là chính là đó. Cho nên vì vậy cái vị tu đầu quần, người ta có một tâm ly dục, đi ác bất thiện pháp, người ta có một cái tâm chuyên chú, người ta có một cái tâm tiến lên để người ta thành tựu. Cũng như một chiến xe đang đi về bến cuối thì chiếc xe đó dừng lại một chút xíu chứ không có dừng lâu nữa, và chiến xe này nó không có quay lại cái chỗ này nữa. Chúng ta cứ hiểu như vậy, tuy biết rằng là không có tái sinh ở cõi dục giới 7 lần nữa, nhưng điều mà đó là không quá như vậy chứ hiếm lắm các vị đó không có có quay trở lại cái cõi đời này. Khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy rằng trong kinh và luật nó có một cái sự khế cơ khế lý một cách rõ ràng chứ không phải là một chuyện bình thường. Hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy được cái quả trị, cái quả vị của Phật lực, cái quả vị của tu đầu quần, cái quả vị của bốn đôi tám chúng á, tứ sông bát bối, nó quý ở chừng nào và nó đặc biệt ra sao. Chứ không phải là quả vị này là một cách đơn thuần, một cách đơn giản ở trong quá trình tu tập của mọi chúng ta. Dạ. Thì khi chúng ta được hiểu như vậy thì kính thưa quý vị, cái phước báo nó vô cùng lớn. Cho nên vì vậy chúng ta mới thực hành các cái pháp độ ý đăng quá ta mê quê nhân a sẽ quắc khai gia của hàng hồ tú. Cái công đức này hãy là nhân là duyên để chấm dứt cái lậu hoặc ở trong tương lai là như vậy. Cho nên cái phước báo mà chúng ta được sanh thành, được chứng đắc tu đầu quần thì cái phước đó hết sức là to lớn. Và cũng không có dễ dàng để mà chứng quả tu đầu quần. Ha, chúng ta nhớ như vậy. Không có dàng đâu. Dạ. Cái phước của từ tiền thân ba la mật nó cũng chín mùi để Sotapatti Phala dạ, mới sơ đạo sơ quả được. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học cái câu pháp cú số 178 này, xin có đôi điều trình bày và giảng giải ý nghĩa và duyên sự câu pháp cú như thế. Giờ đây chúng tôi xin chấm dứt thời giảng thuyết nơi đây. Trước khi dứt lời, kính dân Phật phước lành đến Đức Trời Đức Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên, người tại chùa Bổ Đức, người tại chùa Quảng Nghiêm, các vị chân linh dắt đến ký linh ngự hai chùa, xin tất cả quan hỷ phước lành có hồn an nhàn siêu tuệ, cũng như tất cả thân bằng quý thầy tổ của chúng tôi, quý vị mong tất cả được an đạt được tấn hóa, và mong tất cả chúng ta hãy tiến tu để chấm dứt sanh tử khổ đau ở kiếp hiện tại này cũng như ở kiếp tương lai. Và chúng tôi xin chấm dứt. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học số 178 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học làm theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền, và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh.
Tất cả phụng hoàng con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, thượng tọa đại quyền, đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa văn tu bù chi ta so thiền ca ron đề tha vi hà ra măng đa lê thề ra cha mát cha na qua ca cha biết kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa ba na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la mu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vu pa pa pi ca ni ya ni can tham ma wa rang pa tuyết cha te sa pe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tăng tham mô tham ma tha ra cha put ga ra sang kho ho tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha am he ra kham tu sắc tham mô sắp về pi tham ma cha ri no vua thiềm sam pa phu ni ya ma tham ma ri ya pa về đi tê. Và chúng con